Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học cái đề tài là chánh niệm. Quý vị nên nhớ rằng chánh niệm rất là quan trọng, tại vì trong Thất Bồ Đề Phần là niệm giác chi đứng đầu, và trong Bát Chánh Đạo chánh niệm cũng là một chi phần của Bát Chánh Đạo. Như hôm trước sư có nói với quý vị, thực sự ra là thập thánh đạo chứ không phải là Bát Chánh Đạo. Nhưng mà từ lâu nay rồi nó trở thành truyền thống, mọi người đều nói tám là tám, chứ trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói còn có thêm hai cái chi phần nữa, đó là chánh chi kiến và chánh giải thoát, là đủ 10. Nhưng mà thời sư cũng không có thắc mắc chi cái chuyện người ta nói gì ta nói, mà sư cũng thấy là cái duyên của sư với các vị sư khác cũng vậy, vị nào mà biết nhiều là học trò ít lắm, mỗi lần buổi giảng có ít lắm. Có những vị đại sư nổi tiếng á, viết cả hàng trăm quyển sách rồi, mà mỗi lần ngài tới Singapore ngài giảng á, chưa tới được 20, chưa tới được 20. Cho nên sư nhiều lúc sư thấy mình có được hơn 20 mình cũng an ủi một chút, mặc dù nó chưa có nhuần nhuyễn, nhưng mà thôi kệ nó. Tại vì chánh pháp khó nghe lắm, chánh pháp rất là khó nghe, đập đổ những cái tư duy. Khi Đức Thế Tôn chứng đắc, ngài lúc chưa chứng đắc chứ, ngài đi tắm rồi ngài dùng cái bát sữa để hồ ở bờ sông, rồi sau khi tỉnh táo lại ngài phát hiện ở trung đạo, và khi phát hiện ở trung đạo thì ngài mới cầm cái bình bát ngài liệng xuống dòng sông á, theo như kinh sách kể lại là ngài liệng xuống dòng sông, ngài phát nguyện là nếu như quả thực ngài có thể chứng được vô thượng bồ đề thì cho cái bình bát này trôi ngược dòng sông, và quả thực cái bình bát nó trôi ngược dòng sông và nó chìm xuống dưới cái chỗ mà hồi xưa các vị chư Phật cũng vất bình bát xuống, rồi nó cũng chìm xuống đó, tập trung lại một chỗ Long Vương quản lý. Kinh sách chép như vậy, nhưng mà chúng ta nên nhớ có nhiều cái huyền sử. Thực sự ra cái ý nghĩa triết lý ở trong đó rất là thâm hậu, thâm sâu, chứ không phải là đơn giản là vứt cái bình bát xuống rồi nó trôi ngược, rồi mà tin là nó có trôi ngược thiệt. Hồi xưa đó, sư phụ của sư á, lúc sư mới xuất gia, ngài cũng vậy, ở dưới Vĩnh Long á, ngài ôm bình bát dẫn sư ra ngoài bờ sông á, ngài cũng phát nguyện, ngài liệng cái nó trôi theo dòng sông hết, là nó không có trôi ngược. Sư đứng với sư đâu dám nói. Nói cái ông đuổi làm sao, sư phụ mình mà ông quánh ông đuổi, mà sư nhìn sư cười. Sau này trước khi ngài mất, sư có nói với sư phụ, sư nói sư phụ à, cái triết lý nằm trong đó chứ không phải là cái hành động mà vứt bình bát. Bình bát là lương thực, tức là cái mạng sống của chúng ta nè, cái mạng sống của chúng ta là bình bát đấy, tức là lương thực đó. Mà khi chúng ta vứt xuống dòng sông mà nó trôi ngược thì có nghĩa là gì? Tức là đi ngược lại cái dòng tư duy của bao nhiêu thế hệ. Người ta đi xuôi mình đi ngược, Đức Phật cũng thế, người ta thờ cúng, người ta giết chóc, người ta làm những chuyện tào lao. Đức Phật đi ngược lại, phá vỡ tất cả những cái thành trì bảo thủ, kiến chấp để rồi ngài chứng đắc. Thế thì chúng ta muốn thì chúng ta cũng phải vậy, phá vỡ tất cả những cái truyền thống cổ hủ, chấp thủ, đi theo dòng sông. Chúng ta đi ngược lại. Và lấy cái thân mạng của mình đánh cược với cái đó, tức là vứt bình bát xuống, tức là cái thân mạng chư tăng chỉ có cái bình bát để sống thôi, vứt xuống mà nó phải trôi ngược dòng sông, tức là trôi ngược những dòng tư duy của bao nhiêu thế hệ, cái tư duy của mình đừng có giống như cũ nữa thì mới có thể giải thoát. Người ta lạy Phật mình cũng lạy Phật, rồi ngoài Bắc đây còn có phong trào nữa, hô thần nhập tượng. Ở bên ngoài Quảng Ngãi cũng mới đây cũng có nữa, thỉnh sư nó ra làm cái gì, làm là chứng minh lễ hô thần nhập tượng. Sư nói giờ sư già rồi đi không có nổi, thôi kiếu không có đi. Hô thần nhập tượng mà thần nào nhập vô trong tượng đây, rồi là lạy tượng, tượng là tượng bằng đá bằng xi măng mà lạy làm gì? Phật ở trong tâm chúng ta đấy, chỉ chúng ta lạy là tại vì chúng ta nhớ tới ơn của ngài, lạy là để chúng ta quán chiếu lại cái tâm chúng ta, nhớ tới hình tượng đó chúng ta quán chiếu tôn kính, để chúng ta quán vào cái tâm chúng ta nó mới có lợi lạc.
chứ còn lạy để xin xỏ là ông Phật ngồi đó, ông Phật nào ngồi đó, tượng Phật chứ làm gì có ông Phật. Rồi lại còn nói mình hô thần nhập Phật, mà hô thần nhập tượng, mà nếu mình hô được thì cái tượng nó vứt đi rồi. Nếu mình có khả năng mà hô cái ông thần ông nhập vô đó thì tức là mình giỏi hơn ông thần đó rồi, thì ông thần đó là tiêu rồi chứ đâu có ích lợi gì đâu, phải không? Ừ, mình phải hiểu rất rõ ràng như vậy. Cho nên tu phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ đó thì Phật dạy rất rõ, trong từng sát na đều phải có chánh niệm, không có chánh niệm thì sẽ không có chánh kiến. À, rất rõ ràng, con đường đi rất rõ. Trong Thất Bồ Đề Phần, à, chánh niệm cũng vẫn đi đầu, à, niệm giác chi á, đi đầu, rồi sau đó mới trạch giác chi, à, và cuối cùng á, là niệm xả. Ừ, niệm xả ở trong Thất Bồ Đề Phần á, là niệm xả rất là quan trọng. Mà ở trong bốn cái bửu bối của nhà Phật, con Phật tu á, thì là từ bi hỷ xả, cũng vẫn là cái xả, phải có cái tâm xả. Và ngay cả như là thập thánh đạo á, thì cuối cùng cũng vẫn là chánh giải thoát, tức là xả. Bát thánh đạo cộng thêm với hai nữa, hai chi phần mà Đức Thế Tôn có dạy ở trong Kinh Trung Bộ, là chánh tri kiến, tức là biết rất rõ, biết không còn thiếu sót cái gì, và chánh giải thoát đó, tức là xả, tâm xả. Thế thì nếu mà nói chung lại từ cái lộ trình tu á, là đầu tiên phải có chánh kiến, à, chánh 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 niệm, phải có chánh niệm, rồi cuối cùng á, là phải xả. À, thế thôi, nó đơn giản vậy đó. Xả hết, xả vừa vừa thì chứng vừa vừa, xả hết thì chứng A-la-hán. Ừ, A-la-hán là xả hết, không còn gì hết, không còn lậu hoặc, không còn gì hết, còn hết xả được cái ý muốn là dục và bất thiện pháp, xả được hai cái đó thì chứng tự đà hoàn, tức là bước vào dòng thánh, ly dục ly ác pháp, phá được thân kiến để bước vào tứ đà hoàn, chứng sơ thiền. Cho nên á, càng buông chừng nào thì càng á, lời chừng đó, à, chứ không phải là cố gắng học được thêm cái này cái kia. Cho nên nhiều lúc quý vị ham nghe thì sư cũng nói cho nghe vậy thôi, khích lệ cho học. Sư nói nghe rồi buông đi, à, nghe rồi buông. Buông cái gì? Đừng có buông cái lời sư dạy, uổng lắm. Không, buông cái ngã, buông cái mà phiền não của quý vị, không nghe được đối chiếu biết ở đây là phiền não, à, buông. Chứ buông lời của sư thì nước đổ đầu vịt còn gì nữa, uổng công, phải không? Đừng đừng có bỏ, đừng có buông vội, chừng nào chứng A-la-hán rồi cũng buông. Nào thế thì chánh niệm chúng ta học, chúng ta biết tất cả chánh niệm á, là nó gồm có bao nhiêu chi phần, rồi cách thức nó hoạt động như thế nào. À, sư nói nhắc lại sơ sơ quý vị hiểu, chánh niệm là sản phẩm của ngũ uẩn, và ngũ uẩn tương tác cho nên mới có chánh niệm. Ừ, nếu biết thì lập tức có chánh niệm, mà không biết là thất niệm, cũng do ngũ uẩn tương tác hết thôi, sắc thọ tưởng hành thức. Thí dụ ta nhìn cái bông, à, mắt nhìn là lập tức có sắc ngoại đưa vào thành sắc nội, à, sắc nội, mà trong cái sắc nội á, là nó tới 10 chiều chứ không phải 3 chiều. Nó không gian, thời gian, rồi cảm giác, rồi là mùi vị, rồi là ý thích, phong tục, tập quán, đủ mọi thứ. Nó nhồi nhét vô một cái bông đó ở trong đầu. Cho nên cái bông trong đầu á, nó không phải thuần túy là cái bông vô tri vô giác, mà cái bông á, do ngũ uẩn tạo. Nếu ta hiểu được điều đó thì ta sẽ nhận biết rằng mới gọi là bước đầu thôi đó, là cái niệm bước đầu là nhận biết là cái sắc pháp bên ngoài và sắc pháp bên trong khác nhau. Sắc pháp bên trong là sản phẩm của ngũ uẩn. Mà khi hiểu được như vậy thì ta cũng hiểu thêm một điều là thường thường ta đều có cảm giác chống trái lại cái sắc pháp nội, sắc pháp bên trong. Mà cảm giác chống trái lại cái sắc pháp bên trong ấy chính là cảm thọ, chứ không phải cái cảm thọ bên ngoài. Không phải cái quạt nó mát rồi ta thấy thọ lạc, không phải, cái thọ lạc bên trong á. À, ta có cảm giác bên trong cái nội tâm á, thọ lạc thọ khổ bên trong, rồi từ thọ lạc thọ khổ nó lại sanh ra cái tâm, tâm tham tâm sân. À, hay thọ khổ thì tâm sân, hay thọ lạc thì tâm tham. Nhìn vào đó thì biết ngay, tu ngay đó, tham sân. Tu chánh niệm để nhận biết rằng tham đang có mặt, sân đang có mặt, tham vừa mới chấm dứt, sân vừa mới chấm dứt, sự sanh diệt. Mà khi cứ theo dõi liên tục như vậy
thì là không có rời cái đề mục, tức là chánh niệm, tức là không rời, không nghỉ, ngưng nghỉ trong cái lúc mà mình theo dõi cái đề mục. Mà nếu theo dõi cái đề mục mà không ngưng nghỉ cho tới một lúc không cần theo dõi nữa mà nó vẫn vẫn là bám sát cái đề mục, nó không rời cái đề mục, thì là nó vào sơ thơ, vào vào nhị thiền. Sơ thiền là ly dục ly ác pháp thôi, nhưng mà nó sanh ra cái hỷ lạc, phải rời bỏ cái hỷ lạc đó đi, tại nó khoan khoái, rời bỏ hỷ lạc mới có định, mới vào nhị thiền. Thành thử ra người tu tập á, phải luôn luôn có chánh niệm, nhận biết rõ cái gì đang xảy ra nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Ngay trong cái bữa ăn nó cũng sanh ra thân thọ tâm pháp hết đấy. À, buồn vui thương ghét nó đều nằm trong cái miếng ăn. Miếng ăn ngon, dĩ nhiên trong cái trong một cái tô cơm á, ăn á, nó có nhiều thức ăn, có thứ mình thích, có thứ mình không thích. Mà thích á, thì là đương nhiên tham nó phát sanh, cái nào mình không thích á, là sân nó phát sanh, dẫu là vi tế nó cũng phát sanh, dẫu là vi tế cũng phát sanh, ít thì nhiều thôi. Thí dụ như sư á, bây giờ sư tu rồi đó, thì cái ăn cái gì cũng vậy, sư bổ đổ hết trong cái bình bát, sư cũng chẳng quan tâm đồ tráng miệng rồi xoài rồi là đồ chua đồ ngọt, cứ đổ vô đó rồi là trộn lên hết rồi ăn. Ừ, ăn là quán chiếu thấy rất rõ là sau khi ăn xong đi toilet nó ra cái gì. À, khi nhận biết được như vậy, luôn luôn quán chiếu như vậy thì không có còn thích nữa. Biết rồi, ăn cho ngon hay là màu mè hay là vị nếm cho ngon, chút xíu đi toilet giống nhau. Mà khi thấy luôn luôn được như vậy thì cái tâm mà ưa thích ăn, tham ăn nó mất tiêu à. Gọi là chánh niệm là như vậy đó, tức là mình nhận biết mình không có dính mắc tới nó nữa, chánh niệm là như vậy. Thế thì làm sao để mình có chánh niệm? Thì chỉ có cách như sư á, là các đồ ăn là sư quán chiếu sau khi ăn xong đi toilet cái gì đây, là tự nhiên chán ngấy, à không có cái gì mà tha thiết hết. Còn trong cuộc sống hàng ngày, à, ăn uống ngủ nghỉ luôn luôn quán một cái là gọi là quán chết. Quán chết rồi thì có cái gì để mà thích thú nữa, không có gì thích thú hết đó. Chết rồi nó bỏ vô trong cái thùng, nếu mà nó thiêu thì nó là bỏ vào trong tro rồi, cái hũ nhỏ nhỏ vậy đó. Bây giờ cái thân như thế này mà bỏ vào trong cái hũ nhỏ nhỏ nó ngộp thở chịu gì nổi. Nhưng mà nó thiêu xong nó bỏ tro vào trong cái hũ đó rồi nó thắp nhang lên chịu gì nổi. À, vậy mà con cái thấy nhiều gia đình nó con cái nó đem thiêu xong để trong cái hũ, nhất định nó không đem đi đổ. Nó cứ để đó hoài á, trong cái hũ đó, nhốt bố mẹ nó vô trong cái hũ vậy đó. Ổng to con vậy bây giờ nhốt vô trong cái đó ngộp thở chịu gì nổi, khuyên nó hoài mà nó không nghe. Ừ, tức là tâm chấp hữu chấp thủ không giải thoát, mình làm khổ người khổ mình chính vì cái tâm chấp thủ đó. Thế thì chánh niệm nó dẫn cho mình lúc nào cũng ghi nhớ không những nhân mà còn quả nữa, và không những nhân quả mà còn tiến trình của nhân quả. Từ cái nhân sang quả nó có bao nhiêu cái tiến trình đều phải nhận biết. Ăn một miếng ăn, mắt nhìn là ăn rồi, mũi ngửi là ăn rồi, lưỡi nếm là ăn rồi, mắt là ăn với mắt rồi, thỏa thích rồi, mũi mùi đó, xào nấu lên thơm thơm là đã thấy ăn rồi, nước miếng chảy ra rồi, tới cái miệng ăn, cái lưỡi nó nếm là ăn. Tất cả những cái đó nó đều ghi nhớ vào trong cái thức, mà sự ghi nhớ ấy chính là niệm. Chữ niệm á, nó do chữ sati là ghi nhớ thôi đó. Mà ghi nhớ là niệm. Ừ, cho nên nếu niệm thì nó có tà niệm với chánh niệm, tức là niệm là nhận biết ghi nhớ nhưng mà không có sự cảm xúc thì gọi là chánh niệm. Ừ, thực sự ra phải dịch là samasati, phải dịch là harmonious memory, tức là cái trí nhớ hài hòa, trí nhớ hài hòa, chứ không thể nào nói dịch là chánh niệm được, tại vì hễ nói chánh niệm thì có tà niệm. Ừ, hai cái luôn luôn nó xung xung đột với nhau. Cái niệm mà không dính mắc tới cảm giác dục lạc, không dính mắc tới cái ngã thì đó tạm gọi là chánh niệm. Tất cả những cái niệm nào, tức là cái nghĩ nhớ nào mà có dính mắc tới cảm giác dục lạc, ưa thích ghét, làm cho những sự rung động phản ứng của nội tâm trên những sự cảm xúc thì đều gọi là tà niệm. Thí dụ quý vị vào trong chánh điện, quý vị thấy Phật, thấy tượng Phật đẹp quá,
tâm khởi lên hoan hỷ, quỳ xuống lạy Phật, tâm rất là hoan hỷ. Bây giờ sư hỏi quý vị, cái cảm giác hoan hỷ khi nhìn tượng Phật như vậy là chánh niệm hay tà niệm? Tà niệm. Tại sao vậy? Tại vì có cảm xúc. À, cảm xúc rung động. Cảm xúc rung động. Tượng Phật mà, có phải Phật thật đâu. Nhưng mà nhìn cung kính để mình khởi cái tâm của mình biết ở đây Phật dạy cái gì? Phật dạy sanh tử ưu bi phiền não, Phật dạy sanh tử luân hồi, Phật dạy khổ, Phật dạy vô thường, Phật dạy vô ngã. Đấy, ơn đức của Ngài mình lạy để mình nhớ những cái điều đó thì mới gọi là chánh niệm. Còn mình thấy tượng Phật hoan hỷ quá, mình lạy giống như là rồi đem trái cây lên này lại còn dẹp cái bàn, cái đĩa trái cây của người ta để trước mặt tượng Phật, nó dẹp qua một bên rồi để cái đĩa trái cây mình trước mặt tượng Phật nữa, thì lại càng là vô minh. Nó lại càng là vô minh, sự chấp thủ. Mà chuyện nó xảy ra haram. Có những người tới đây năn nỉ sư hoài để cắm bông, cắm hoa. Một lần mua bông hoa không ít đâu, 20 triệu không ít, đủ các thứ. Bông bào nào, bình nào, nó phải đủ kiểu của nó, chứ nó không có chịu lấy cái bình cũ. Mặc dù cũng nó mang cái bình đó quý, mà nó không có. Kỳ này mua cái bông mới là cái bình phải mới. Khiêng ở đâu đó, thuê một chiếc xe chở tới lũ khủ. Mà cái tật nó là sư rầy hoài không được, sư nói thôi đừng có lại nữa. Sư nói thẳng luôn, nó đừng có lại nữa. Tại vì tu cái kiểu mà cứ là mong cầu phước là ông Phật ông cho, không Phật nào cho hết á. Bây giờ đem mấy cái bông lên cúng Phật rồi xin cái này cái kia đủ thứ, làm sao Phật cho được. Mình phải tu thanh tịnh, phải buông. Mà giảng hoài nó không chịu nghe. Mẹ nó là đệ tử của sư chứ nó không phải. Mà nó mẹ nó chết rồi, nó cứ nhớ rồi nó làm vậy đó. Tức là thất niệm. Mặc dù hành động đó là có tín đấy, tức là tin Phật mới làm, nhưng mà vì vô minh cho nên đâm ra là thất niệm, chứ không phải là chánh niệm. Nó không phải chánh niệm. Mua cái bông thì mua biết cái loại bông nào, rồi bình bông nào, rồi phải trưng kiểu như thế nào, và đừng có ai đụng tới. Hãy đụng tới là nó phiền não. Như vậy tức là nó không có niệm, nó không có nghĩ nhớ. Nó không nghĩ nhớ cái việc nó làm cái gì. Nó chỉ nghĩ là ông Phật ngồi đó rồi lạy Phật cho con cái này, cho con cái kia. Và nghĩ như vậy tức là niệm sai, tà niệm. Tà kiến thì tà niệm, tà kiến thì tà niệm. Mà tà niệm thì cái quả của nó là thất niệm, chẳng được gì cả. Đức Phật ở trong kinh Ngài dạy rất rõ, trong các pháp cúng dường tối thượng là tu cho chứng đắc. Đó mới là pháp cúng dường chư Phật. Chứ không phải cúng trái cây, cúng bánh, cúng này, cúng kia mà gọi là quý đâu. Không có. Phật nói cái pháp cúng dường tối thượng đối với Phật là hãy tu đi, buông hết tất cả đi để chứng đắc. Đó mới là pháp cúng dường tối thượng. Và sư cũng đặt cái chỉ tiêu ở trong cái thiền viện này, tức là buông đi, quý vị cố gắng tu cho thành tựu đi thì mới là cái pháp cúng dường. Chứ không phải là lo cho ly sư một ly sữa cho sư hay là một ly nước cho sư, chuyện nó không quan trọng. Sư có uống thêm một cái nó cũng không mập béo, mà bớt một cái nó cũng không có gầy, không chết chóc gì hết á. Nó không có phiền não gì đâu. Cho nên quý vị cố gắng tu làm sao cho nó thành tựu. Thế thì tu như thế nào thành tựu? Tu không có nghĩa là 2 tiếng đồng hồ ngồi thiền, 1 tiếng đồng hồ ngồi thiền, rồi tới giờ tụng kinh tụng cho hay, rồi là lễ Phật cúi đầu lại sát đất. Cái đó là hình tướng không à. Không có phải tu. Tu là phải xả, buông. Thế làm sao buông nè? Cứ ngồi đó mà sao buông? Bây giờ ngồi nói lý thuyết đâu mà ngồi cong cái lưng lên, rồi thẳng cái lưng lên, rồi ngồi 1 tiếng rồi thấy đau, rồi 2 tiếng rồi đứng dậy, rồi 3 tiếng muốn đi uống cà phê, như vậy đâu có buông. Còn dính cái thân cứng ngắc á mà. Buông là trong những đời sống hàng ngày, làm hết tất cả mọi việc mà không chấp một việc nào cả, thì mới là buông. Giống như sư nè, 1 giờ 45 buổi sáng thức dậy, đi kiểm tra các cầu tiêu, các cầu tiêu nào còn dơ, chùi sạch sẽ để cho sáng ra quý vị ngồi lên cho nó êm. Đấy. Rồi chỗ nào có cỏ hay cái gì, nó những cái gì nó rơi rớt ra dọc đường, nó sợ người ta đêm hôm người ta đi người ta vấp, người ta té,
lụm vứt vào trong góc á, để cho người ta đi cho nó được yên. Rồi á, sau á, chừng 15 phút kiểm tra xong đàng hoàng á, đi một vòng coi vấn đề an ninh, coi xem rắn rít hay là cái gì nó xảy ra bất thường không. Đêm mà ngủ quên rồi rắn nó bò vô. Quý vị đừng tưởng có rắn nha, cô Nhung với cô Thu bị rồi đó. Rắn nó bò vô trong phòng đó, trong phòng của cô Thu đó. À, cô Nhung á, à, nó cổ đang nằm này, nó bò lên ngay cổ á, nó thọc lên cái đầu, à, cổ hết hồn cổ ra. Rồi sư á, phải vô, rồi sư mới từ từ sư thỉnh ông đi ra, thử ông thỉnh ông rắn nó đi ra ở trong phòng của cô Nhung á. Chứ cho nên sư nói cẩn thận trọng đêm đến quý vị nên đóng cửa là lý do đó, không đừng để cho những cái côn trùng nó vào. Không có gì, bây giờ mình nổi lỡ mà mình thấy mình giật mình cái mình đập nó một cái nó chết là cũng là gây oan trái, phải không? Tâm đâm ra sát sanh. Cho nên tốt hơn hết mình bảo vệ. Mà sư thường thường tối đến là cỡ 1 giờ 45 sư thức dậy, bữa nào cũng vậy 1 giờ 45 hay tới 2 giờ khoảng đó thôi. Là sư đi một vòng á, là lau chùi toilet rồi á, lau chùi mấy cái bồn nước rửa mặt này kia đó cho sạch sẽ để sáng ra quý vị rửa mặt cho nó sạch, phải không? Rồi á, là đi một vòng kiểm tra xem có an ninh á, là rắn rít hay cái gì, có ai bệnh hoạn hay cái gì không. À, riêng với những vị nào nhập thất á, là sư lại có trách nhiệm, sư đi ngang sư đứng á, sư nghe cái hơi thở xem biết người đó đang ngủ hay là nó đang thức, à, hay là nó đang ngồi thiền hay là đang ngáy, à, phải biết chứ. Biết để làm chi, để biết là à, trong giờ đó đáng lẽ nó phải thức mà nó dậy tức là nó có vấn đề. À, người nhập thất là họ muốn liễu đoạn sanh tử họ mới nhập thất, mà giờ đó thí dụ như là 2 giờ rưỡi mà nó lo nó ngáy thì thôi sư biết rồi, tức là cái thân thể nó không được khỏe. Cho nên sáng sư mới dặn nhà bếp cho nên chút mật ong hay là cho chút cái gì sữa gì đó cho nó uống, mình phải có trách nhiệm mình chăm sóc vậy đó. Thà là không giúp thì thôi, giúp thì giúp tới nơi tới chốn. Ừ, phải chăm sóc cho người ta để người ta thành tựu thì mới là mình mới tròn trách nhiệm của mình. À, làm cái gì quý vị cũng vậy, quý vị bất cứ bắt chước như sư đó, tức là nghĩ tới trách nhiệm của mình, sống làm sao lợi mình lợi người. À, tức là mọi việc đều làm hết nhưng mà đừng có chấp. Ở bên Tàu nó có câu chuyện thiền nó cũng rất là lý thú. Có một vị hành giả đi lên gặp vị thiền sư, thấy ông cụ già ông gánh củi ở dưới chân núi á, ông đi lên trên tiên trên đỉnh núi. À, từ dưới chân núi mà ông gánh củi đi lên trên đỉnh núi để cho chư tăng lấy củi đó nấu nước này kia, nước nóng tắm cho nó khỏe tại vì trên nó rất là lạnh. Với lại nấu cơm nấu này kia đều phải cần củi. Vị hành giả đó mới hỏi ngài thiền sư, nói con nghe nói ngài đã chứng ngộ rồi, vậy thì con phiền não nhiều quá, bây giờ có cách nào để ngài giúp con, ngài chỉ cho con cái phương thức nào để con giải quyết cái phiền não của con. Ông đang gánh củi ông nghe vậy ông đặt gánh củi xuống. À, gánh củi á, ông đặt gánh củi xuống dưới đất. Cái ông kia ông nói à, tức là đặt xuống không có gánh nữa, tức là phiền não đặt xuống. Nhưng mà ông lại nói nhưng mà có những thứ phiền não con không thể nào đặt xuống được, thế thì bạch ngài con phải làm sao. Thế thì cái ông thiền sư đó ông gánh gánh củi trở lại, ông vừa đi vừa hát, quý vị hiểu không? À, đấy, phiền não tự mình đặt tên cho nó là phiền não. À, nếu mình thấy nó phiền não thì đặt xuống buông đi đừng có dính nữa. Còn nếu mà bây giờ mình nói mình không thể nào mình buông nó được thì ta vui vẻ ta gánh nó chứ đâu coi như cái nghiệp của ta. Có nhiều người hồi xưa đến giờ không hút thuốc, bây giờ hút thuốc rồi cái nói cái nghiệp của con giờ con bỏ hút thuốc không được, hồi đẻ mới đẻ đâu có hút thuốc đâu mà bây giờ bày đặt hút rồi cái nói bây giờ cái nghiệp của con không bỏ được, tức là tự mình chấp chấp thủ đâu có dính líu gì tới cái chuyện tu. Cho nên buông là như vậy. À, buông là như vậy. Thế thì cái câu chuyện mà gánh củi đó nhắc cho chúng ta cái điều gì? Ở đây nơi cái tâm chúng ta chấp thủ rằng nó là nặng cho nên phải buông xuống. Còn nếu ta không chấp thủ nó là nặng thì ta cứ gánh ta vui thôi, có gì đâu. Có nghĩa là gì? Nếu ta chấp rằng cái ăn cái ngủ là cái hành xác ta thì ta buông nó đi, ăn nhẹ nhàng, ngủ nhẹ nhàng, đừng có tham ăn tham ngủ nữa. Còn nếu mà bây giờ không buông được, nó con phải ngủ 6 tiếng mà con phải ăn nó là 3 chén cơm thì cứ ăn nhưng mà trong chánh niệm. Thấy không? Tức là ta biết
Lúc ông gánh cái gánh củi đi, vừa đi vừa hát á, vừa ca vừa hát, tức là trong chánh niệm người ta không có dính mắc nữa, tức là cái cấp tu cao rồi. Thế thì bây giờ đó, trong đời sống hàng ngày ta đừng bỏ một cái việc dễ đó. Cho nên nhiều lúc sư khuyên quý vị đi nhổ cỏ đi, tại vì á, cũng có những người sư khuyến khích nhổ cỏ mà nó ngộ ra được nhiều điều chứ không phải không đâu. Khi nhổ lên nhìn cái rễ để biết rằng các pháp ngủ nó còn ngủ ngầm nơi tâm chúng ta. Chúng ta tưởng dọn sạch nó rồi, không có đâu, nó còn ở nằm trong cái tâm sâu thẳm của chúng ta đấy. Chúng ta phải biết điều đó à, để mà chúng ta nhổ lên. Và đồng thời khi nhổ cỏ rồi để ra một chỗ, rồi ngày mai xem lại cái cỏ nó còn hay không, hay héo hay như thế nào, để biết rằng các pháp đều vô thường. Và luôn luôn ghi nhận như vậy. Lâu ngày rồi á, tự nhiên á, tới một lúc nào đó nó bùng ra, nó nhớ là nó là cái pháp ngủ ngầm mà nó là như vậy thôi. Thì nó không còn phiền não nữa, nó rũ sạch. Cái gì cũng đều phải huân tập. Lặt rau, chẻ củi, nấu cơm, chùi cầu tiêu, chuyện gì sư cũng làm được hết á. À, mà làm nó không có vướng bận cái gì hết. À, gọi là chánh niệm. Làm nhìn rất rõ. À, chùi cầu tiêu nhìn kỹ coi cái chỗ nào nó còn dơ, chùi, chưa sạch chùi nữa, cho sạch. À, nếu còn mùi phải lấy cái đồ khử trùng, khử mùi. À, như vậy mới gọi là chánh niệm. Nhổ cỏ cũng vậy, nhổ cỏ lên, à, nhìn cái rễ, đặt xuống từ từ, à, làm cái gì cũng vậy. Quét sân cũng vậy, quét sân, à, coi cái chỗ này nó có dơ, quét một cái nó không sạch thì quét hai cái, chú tâm nhìn vào cái chổi, đừng có nhìn chỗ khác. À, đi kinh hành thì chú tâm trong 3-4 thước, không có nhìn ngang nhìn dọc, không nhìn ai hết, như vậy mới là tu. Còn á, mình lo mình nói chuyện người này người kia, cái đó đâu phải là tu, cái đó mất thất niệm rồi, không còn chánh niệm nữa. Muốn có chánh niệm thì có nghĩa là làm việc gì biết việc đó và chú tâm làm cho nó trọn vẹn, không chừa một việc gì hết á. Lặt rau, cắt củi, biết trách nhiệm của mình. Thí dụ như sư á, sư nói với ông ba, sư nói mai tôi nấu cơm, sáng tôi nấu cho, thì là tối khuya đó là sư phải xuống sư gọt củ khoai, gọt cái này cái kia để sẵn, sắt để sẵn, rồi sáng ra nó có đồ nấu. Chứ còn tới sáng mà 3 giờ thức dậy rồi á, là lo ngồi thiền tới chừng nào nấu rồi cho người ta ăn. À, mình phải biết, mình chuẩn bị trước, đó là chánh niệm, tinh thần, trách nhiệm, biết phải làm như thế. Nó có cái tiến trình thì gọi là chánh niệm. Đợi mà nói con xin tham gia nấu bếp 8 giờ mới có mặt thì coi như huề rồi, lúc bây giờ ta ăn xong rồi đi toilet rồi mình mới có mặt thì coi như chẳng phải là chánh niệm, phải không? Cho nên á, cái việc gì cũng vậy. Nhất là đây nè, có mấy chị em thôi, thí dụ như khóa tới này nè, để thử xem quý vị làm sao. Tự động phân công mà không cần ai nói. À, thí dụ như người là tiếp khách, người là lo hướng dẫn cho người ta biết cách ngồi thiền như thế nào, nhấn nút như thế nào, đừng có để cho một người mà làm nhiều việc, phải không? Tự động thôi. Thì như vậy á, mới gọi là chánh niệm. Mình thấy người khác á, đang lo tiếp khách thì mình nó hướng dẫn cái người khác ngồi xuống đi, tôi mở cho đây nè, cách ngồi thiền như thế này nè. À, thì cái đó mới là chánh niệm, tức là tự động mình biết mình phải làm cái gì. Chánh niệm là biết mình làm cái gì ở trong lúc nào, không gian nào, thời gian nào, vắn tắt vậy thôi. Tới bữa ăn thì lo ăn, tới bữa ngủ, tới lúc ngủ lo ngủ, tới lúc ngồi thiền thì lo ngồi thiền. Đừng có xen lẫn cái này cái kia, không? Chánh niệm là như vậy. Thế thì cái chữ niệm á, là nghĩ nhớ. Niệm là nghĩ nhớ. Sati là nghĩ nhớ thôi chứ không có gì hết á. Ở bên Trung Quốc là nó dịch ra là nhớ. Nó có cái bộ tâm, tức là có cái ý nhớ. Thế thì nhớ cái gì, nhớ như thế nào? Đấy, đó là vấn đề chánh niệm. Trong kinh á, thì chép đại khái lại là có 10 cái gọi là niệm. Thực sự ra niệm á, là mượn những cái đề mục để mà mình tập trung cái tâm mình vào đấy. Nhớ cái đề mục đấy, nó không có chạy đâu được hết. Cho nên ở bên thiền, bên Tàu á, nó có những cái nó gọi là công án. Tức là người ta đưa ra những cái đề mục, đưa ra những cái thoại đầu và mình phải nghiên cứu những cái thoại đầu đó. Mình thắc mắc, mình cứ gắn chặt vào đó, mình tìm hiểu. Thí dụ như có thoại đầu là tôi là ai, tôi từ đâu đến. À, rồi thoại đầu là
con chó có Phật tánh không, đại khái như vậy đó. Rồi mình cứ theo cái đó hoài. Mà nếu mình theo cái đó hoài thì sao thưa chư vị? Tức là mình không còn nghĩ được cái gì khác, mình chỉ nghĩ cái đó thôi. Tức là mình tập trung à, nó sự tập trung lên cao độ, mình không có chú ý được cái gì hết á. Đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới con chó có Phật tánh hay không, con chó có Phật tánh hay không. Thì tới lúc nào đó té cái đùng, nó tự nhiên ngộ ra à, nó sẽ ngộ ra thôi à, trong cái bối cảnh nó sẽ ngộ ra. Rất nhiều vị thiền sư trong kinh sách của bên Bắc Tông á, đều nói á, là cứ theo dõi cái đề mục đó, rồi tới lúc nó vỡ ra, vỡ lẽ ra. Bên Nam Tông á, thì quy định lại rõ ràng có 10 niệm theo kinh của Phật dạy. Bên Bắc Tông thì nhiều lúc người ta phóng tác thêm này kia, thì mình cũng không dám nói các ngài có nhiều thần thông, các ngài vẽ ra nhiều thứ. Nhưng mà bên Nam Tông nói rất rõ có 10 niệm. Khởi đầu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí, vân 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 vân, và cái niệm cuối cùng là niệm chết. Mà trong suốt cuộc đời của sư, sư thú thật với quý vị, chia sẻ với quý vị là sư chỉ có cái niệm chết à. Lúc nào cũng nhớ tới cái chết. Mà nghĩ tới cái chết rồi thì mình không còn ưa thích cái gì hết nữa, không muốn tranh đấu với ai hết á. Ai nói gì cũng dạ à, đệ tử nó nói dạ, có đứa mình phải dạ cho nó im đi, sợ nó quá, nó nói quá chừng, nó sợ, nó không sợ tội, nó có thể rớt đi xuống địa ngục, thành thử mình thương nó thôi, mình dạ cho nó đi, cho nó im đi cho rồi. Mà hễ thấy dạ hay là vâng ạ à, cái là thôi nó biết rồi, nó làm thinh luôn, nó không nói nữa. Chứ mà mình không có chữ vâng ạ à, hay là dạ là nó tiếp tục nó nói nữa, nó cãi tới cùng, mà như vậy nó bị đọa. Mà mình có tâm từ mà hơi đâu mà mình tranh chấp mấy cái chuyện tào lao đó, cái chuyện người lớn đấy còn không tranh chấp, mà cái chuyện con nít tranh chấp làm chi. Cho nên cứ dạ vâng ạ à, rồi xong. À, mới sáng nay cũng vậy nè, có đứa ngoài Hà Nội á, gửi vô cái này kia, nói thế này kia, nói vâng ạ à, rồi nó đã im luôn, nó nói con lạy sư, rồi chấp hai tay lên rồi cho nó đi luôn, thế thôi, không phiền não không gì hết. Cũng như sư hướng dẫn quý vị đó, có cái câu thần chú đó, ở trong gia đình cư sĩ đó, gặp ai cũng vậy đều xin lỗi hết, về nhà con nó rầy, mẹ xin lỗi con, chồng nó rầy, em xin lỗi anh, bố rầy, con xin lỗi bố. Cái gì cũng xin lỗi, trúng cũng xin lỗi, phải cũng xin lỗi. Thì để làm gì? Rồi cái người ta nó cách đứt oan trái, không phiền não, mà không cần phải biện bạch nữa. Cứ xin lỗi thì thôi, còn nói gì nữa. Mà sư có nhiều bà nói cái câu thần chú nó rất là hiệu nghiệm. Nói tới lần thứ 5 thôi, là tự nhiên trong gia đình êm hết, không có tiếng động. Hỏi tại sao vậy? Tại vì đứa con nó muốn cằn nhằn, nó sắp sửa nó nói, mở miệng ra nó mè thế này, cái nó chực nhớ lại, nói rồi bà cũng xin lỗi. Cho nên biết rồi, không thèm nói nữa. Ông xã cũng vậy, mọi lần ông cằn nhằn đủ thứ, bây giờ đó mỗi lần ông nói cái gì bà cũng xin lỗi, nói trúng cũng xin lỗi, nói phải cũng xin lỗi, nói sai cũng xin lỗi. Tới 5 lần thì ông thuộc lòng à. Em xin lỗi anh, ông nhớ câu đó hoài. Ông nói bây giờ có nói nó nữa, nó cũng em xin lỗi anh, thôi nói nữa làm chi. Và từ đó gia đình êm luôn à, và cắt đứt oan trái. Và cái tâm của mình nó được thanh tịnh, tại mình không còn dính nữa, không còn chấp nữa. Những cái đó mà nếu nhớ được thì gọi là niệm đấy. Nhớ rằng mình phải nói như thế là niệm. Nhớ rằng là mình cắt đứt oan trái là niệm. Mà nhớ được cái lợi mình lợi người đó là chánh niệm. Tất cả những việc làm gì mình làm trong cái chánh niệm, tức là làm lợi mình lợi người à, không dính mắc, cái đó là chánh niệm. Không chạy theo cảm xúc. Cảm xúc nơi nội thân hay ngoại thân đều khử trừ được hết, đó là chánh niệm. Chánh niệm là như vậy đó, chứ không phải chánh niệm là gì hết. Sư thì cứ quán chết thôi, thành thử ra ai nói gì cũng dạ rồi xong, êm, không có thắc mắc gì nữa. Mà trong lòng nó không có quan tâm nữa, tại vì mình nói chút xíu nữa đây tôi chết rồi, tôi phiền cái này làm gì, vứt như rác ngoài đường, có quan tâm gì đâu. Ở trong kinh Tăng Chi, kinh Tăng Chi Bộ phẩm một pháp à, Đức Thế Tôn dạy rất rõ. Bà La Môn lại hỏi Đức Thế Tôn: các người cư sĩ đệ tử của Đức Phật có người nào chứng A-la-hán không? Đức Thế Tôn nó có 21 vị nam và 27 vị nữ cư sĩ chứng A-la-hán. Cư sĩ còn chứng A-la-hán đó, chứ đừng có nói là tu sĩ. Thế thì người Bà La Môn mới hỏi luôn: như vậy thì có những vị nào mà chứng Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hay không? Đức Phật nói Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm mà cư sĩ á, là đếm không hết cả hàng ngàn, minh mông, đếm không xuể.
Thế thì mình tự nhiên mình hỏi chứ hồi đó tại sao các ngài tu, các ngài lại chứng được A-la-hán dễ vậy, mà bây giờ đó tu sĩ cạo đầu lại muốn chết, ăn chay rồi nằm đất rồi không giữ tiền, bao nhiêu năm không dám nhìn gái, không dám nhìn gì hết, thấy một gái đẹp không dám nhìn, mà bây giờ là không có chứng được cái gì hết, chứng cái san, cái sân, cái si, cái phiền não không à, là tại sao vậy? À, thế thì phải hỏi lại. Cái điều đầu tiên đó Phật dạy, khi Bà La Môn hỏi chứ bằng cách nào các vị đó chứng A-la-hán, Đức Phật nói có 6 pháp để cho người đó chứng A-la-hán. Pháp thứ nhất có lòng tịnh tín bất động nơi Phật. Pháp thứ nhì có lòng tịnh tín bất động nơi Pháp. Pháp thứ ba có lòng tịnh tín bất động nơi Tăng. Pháp thứ tư là có lòng tịnh tín bất động nơi giới. Đấy, giới rất là quan trọng. Tin nơi Phật, tin không hề xoay chuyển. Phật nói khổ, tập, diệt đạo, con biết rất rõ đời là khổ, con phải chấm dứt sanh tử. Phải tin như vậy, chứ không có chút xíu ra rồi người ta rủ đi ăn là tin cái ăn chứ đâu có tin ông Phật. Không? À, nghe nói bây giờ được nghỉ rồi, bạn nó rủ nó nói, ê mày, mày được nghỉ thiền mày xuống Sài Gòn đi, tao đãi mày ăn, đãi mày ngủ khách sạn. Nghe mừng quá, cái giọt, nói sư ơi cho con đi. Rồi xong, cái đó đâu có lòng tịnh tín bất động nơi Phật. Có lòng tịnh tín bất động không phải là tin cái ông Phật ở trong cái giảng đường. Tên lòng tịnh tín bất động tức là không thay đổi, không có cái gì thay đổi được. Tịnh tức là thanh tịnh, tín là tin, tin một cách thanh tịnh tức là tin có trí tuệ đó, và không có cái gì thay đổi được. Thế thì Phật nói cái gì? Phật nói sanh lão bệnh tử là khổ, ráng tu đi con. Tất cả các vị ngọt trên thế gian giống như là liếm lưỡi dao, liếm mật ong trên lưỡi dao sẽ đứt lưỡi đó con. Mình phải tin Phật và tin rằng lời Phật nói là đúng thì mình mới tu nổi. Còn giờ mình nói, ôi con còn sống, bây giờ con mới có 50, ít nhất còn sống 30 năm nữa, thì con cứ du hí cho nó sướng, thì là đâu có tin Phật, là tin ma. Rồi con mình nó gọi, nói mẹ ơi, Tết đi nhất đến nơi rồi mẹ tu hoài chi vậy, về nhà cho tụi con nó được bồi dưỡng cho mẹ một tuần đi. Nó chạy lên nói sư ông ơi cho con về, mấy đứa con nó gọi cho con về một tuần. Rồi coi như là tin ma chứ không phải tin Phật. Tại sao nói tin ma? Tại vì những lời lẽ, những cảm giác dục lạc, những cái sự sung sướng trong cái lúc ăn ngủ đó chính là ma. Phật là giác. Phật là giác, giác gì? Giác thấy sự khổ của thế gian, sanh lão bệnh tử. Còn ma là gì? Ma là thấy cảm giác dục lạc, đắm chìm trong các cảm giác dục lạc, chạy theo các cảm giác dục lạc, bỏ luôn chân tánh. Thì gọi là ma, đơn giản vậy thôi. Cho nên có lòng tịnh tín bất động nơi Phật, tức là tin Phật là tin tuyệt đối 100%. Bây giờ sư hỏi thật quý vị tự kiểm soát lại mình đi. Bao nhiêu lâu nay quý vị có thực sự tin Phật 100% không? Khi nào Phật nói ba y một bát buông hết đi con, lìa bỏ kiếm gốc cây mà tu để mà giải thoát sinh tử. Nếu mình chưa làm được như vậy là chưa tin Phật. Mình còn phải có y, có áo, rồi có chùa, rồi có chức vụ, rồi có tiền, có bạc, rồi có gối đầu, rồi cái này cái kia đủ thứ. Tức là mình tin Phật mới có 10% à. 90% mình vẫn chạy theo những cái nhu cầu bên ngoài, tức là cảm giác dục lạc. Mà những thứ đó đều là vô thường. Những cái đó không cứu được mình khi mình sanh tử. Và sư đã kể cho quý vị nghe câu chuyện trong Pháp Cú rồi đó. Đệ tử của Đức Phật đó, mê cái áo cà sa chưa được mặc, mà rớt xuống làm cái con rận bò trong áo cà sa. Đức Phật xuống chỉ cho chư Tăng nói, đấy, ông đó đó, ông chết rồi ông thành cái con rận đó, đừng có cắt cái áo. Đệ tử Đức Phật tức là phước nhiều lắm mới làm đệ tử Đức Phật được. Như sư bây giờ sư rất là ao ước, muốn làm sao có vị Phật nó ra mình lạy, mình đi theo, mình học. Mà kiếm đâu có ra. Mà các ngài đã được làm đệ tử Đức Phật rồi là phước rất nhiều. Vậy mà chỉ vì mê cái áo cà sa thôi mà rớt xuống làm con rận. Tại vì cái áo cà sa đó bằng lụa chỉ ruột cúng dường mà chưa mặc được thì ông chết. Vậy cái thần thức nó vẫn nhớ tới cái áo cà sa, lập tức nó đầu thai làm con rận, nó bò trong cái đám lụa đó. 7 ngày sau nó mới chết. Thế thì điều đó nói cho chúng ta biết cái gì? Ta tin Phật bao nhiêu phần trăm? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, chạy theo cả cảm giác dục lạc đều khoan khoái, ưa thích, rồi buồn, thương, vui, ghét là ma hết. Phật là giác. Buddha là người giác ngộ. Bụt là giác. Mà Ngài Nhất Hạnh á, dịch ra là bụt là
đạo bụt tức là đạo giác ngộ, do cái chữ Buddha. Thế thì khi nào mình có niệm giác thì đấy chính là niệm Phật. Niệm là nghĩ nhớ tới Phật thì lập tức nó giác, tức là nghĩ tới sanh tử ưu bi phiền não là nó giác, nghĩ tới cái khổ của cái sanh là giác, nghĩ tới cái khổ của tham ăn tham ngủ là giác, còn mê ăn mê ngủ là ma, là thất niệm, đơn giản vậy thôi. Niệm pháp là gì? Niệm pháp là luôn luôn nghĩ tới những cái điều gì trơn chánh, những cái điều gì cong queo tâm tư tưởng của mình, tự nhiên mình biết cái điều đó lương tâm của mình nó nói là sai rồi mà mình vẫn ưa thích mình đi theo, tức là ưa thích nói láo, ưa thích nói nhiều chuyện, ưa thích phóng đại, ưa thích văn hoa, tất cả những cái đấy là phù phiếm mà mình đều ưa thích thì đó là niệm ma chứ đâu có niệm chánh. Chánh pháp là thẳng bằng, nó không có cong queo. Niệm tăng là gì? Niệm tăng là sự thanh tịnh, lúc nào thân hành niệm của mình đều phải thanh tịnh, bước đi một bước là mình biết chân nhấc lên, biết là chân nhấc lên thì đó là thân hành niệm, đó là chánh pháp, đó là niệm là nhớ đó, nhớ rằng tay tôi giơ lên tôi biết tay tôi giơ lên, hạ xuống biết giờ hạ xuống, ngồi thiền đau tôi biết ngứa chỗ nào tôi gãi, đều có cái niệm. Bởi vậy sư nói ngứa gãi là niệm đó, nó chuyển hóa cái tâm thức của mình. Thế thì nếu ta làm được như vậy gọi là chánh niệm, niệm Phật niệm pháp niệm tăng là như vậy đó, chứ không phải đi niệm mấy ông sư, nhớ mấy ông sư để làm gì? Mấy ông cũng ăn cũng ngủ, mà ngủ ở đi toilet thì cũng thúi như nhau, có cái gì khác lạ đâu mà phải nhớ. Tăng là sự thanh tịnh nơi bản tâm của mình nè, đi một bước biết đi một bước, nhìn là biết mình nhìn. Nếu mình nhìn cái bông mà mình khởi ưa thích, mình biết đó là tâm ma, biết liền. Cái niệm đó là niệm rõ ràng, đúng không? Thì gọi là niệm tăng. Chứ đâu phải nhìn mấy ông sư rồi mình lại gọi là niệm tăng, không phải. Bởi vậy Phật nói có 6 pháp. Có lòng tịnh tín bất động nơi Phật, có lòng tịnh tín bất động nơi Pháp, có lòng tịnh tín bất động nơi Tăng, có lòng tịnh tín bất động nơi giới. Có lòng tịnh tín bất động nơi tuệ và có lòng tịnh tín bất động nơi giải thoát. 6 pháp. Tin rằng nếu tin 100% luôn, không thể thay đổi được thì mới thành tựu. Tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới. Rồi nó mới sinh ra trí tuệ, nhận biết các sự việc rất rõ ràng. Đây là khổ, đây là con đường thoát khổ, biết rất rõ. Không có mơ màng. Không có lúc thì tôi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, nhớ vợ, nhớ tiền. Rồi có lúc tôi nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật để làm gì? Không ích lợi. Nhớ tới Phật là thấy được sự khổ. Hễ có sanh ra là có khổ. Sanh già bệnh chết là khổ. Và thấy rằng chúng sanh vào đây là vì nghiệp. Mà vào nghiệp rồi tạo nghiệp nữa để tiếp tục sanh tử luân hồi. Nghiệp gì? Nghiệp sanh lão bệnh tử. Sanh già bệnh chết là cái nghiệp chung. Con chó con mèo nó cũng đều có nghiệp giống con người. Con người què cụt tay chân hay con người lành lẽ, con người thông minh đều có một nghiệp bình đẳng như nhau. Đó là nghiệp sanh già bệnh chết. Ông què ông cũng chết. Ông thông minh ông cũng chết. Ông làm thủ tướng ông cũng chết. Có ông nào thoát ra khỏi quy luật đó đâu. Mình phải nhận biết rõ ràng như vậy thì mới gọi là niệm. Niệm là nhớ mà. Nghĩ nhớ luôn luôn như vậy thì mới tu được. Giới Phật quy định là giới để làm gì? Để bảo vệ cho chúng ta tu học thành tựu. Giới đây không phải là giới sát sanh trộm cắp tà dâm. Đó là người sơ cơ thôi. Giới ở đây là giới nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Đừng để cho nó va chạm. Mắt nhìn khởi lên những sự cảm thích, ưa thích. Đó là phạm giới. Nhìn cái bông mà thấy khởi lên ưa thích. Đó là ma chướng ở trong mắt. Đó. Niệm là như vậy. Nghĩ nhớ liền. Vứt bỏ cái tư tưởng đó ra. Lạy Phật từ bi, con vừa nhìn cái bông, con thấy con khởi lên ưa thích, tức là cảm giác của ma, ma sự. À, con phải vứt nó đi. Như vậy mới gọi là niệm, nó mới gọi là chánh niệm. Mà khi nó đã có tuệ rồi, thì cũng phải cẩn thận. Tuệ mà nếu nói rằng tôi đã biết, tức là có cái tôi, đó là tà kiến, đó là tà niệm. Cái tuệ nó tự nhiên ở trong cái giới hạn của mình nó phát sinh ra thôi. Đọc sách nhiều, đó là kiến thức chứ không phải là tuệ. Đó, phải hiểu rất rõ. Nghe nhiều chỉ là kiến thức chứ không phải là tuệ. Tuệ là phải trải nghiệm.
Có khi nào quý vị đi toilet mà thò tay nắm cái cục phân lên bóp bóp như vậy, ngửi không? À, trải nghiệm như vậy đi. Sư ở đây đã có hai ba người đệ tử sư dạy nó làm thiệt. Mà có đứa nó còn không những là xem mà nó còn lè lưỡi liếm nữa, nữa coi xem nó làm sao. Và khi nó liếm rồi nó buông hết tất cả các lậu hoặc, nó không còn cái gì dính tới nó nữa. Nó hiểu được ngay. Nó hiểu được ngay. Thế thì đó là đoạn diệt tất cả sanh tử, không còn con đường thối lui nữa. Nó đi tới luôn. Còn bây giờ còn thương tiếc cái thân. Thân nó là cái gì? Thú nhìn chứ có gì đâu. Là cái thùng phân biết đi, mà khi chết rồi bỏ vào hòm nó cũng là thối, nó đâu có gì tốt lành. Luôn luôn nghĩ nhớ như vậy gọi là chánh niệm thì mới tu nổi. Thấy rằng các pháp đều vô thường, không có gì quý giá thì mới tu nổi. Đấy thì chánh niệm là như vậy. Trong các loại niệm, cái loại niệm chết Đức Phật nói rất là thù thắng. Mà sư trong suốt mấy chục năm sư hành xử thì sư chia sẻ với quý vị, lúc nào sư cũng nghĩ tới chết, chút xíu nữa chết, chút xíu nữa chết. Cho nên giờ quý vị có chửi sư, sư cũng cười, không có trong lòng, không có buồn, không vui, không gì hết á. Khen cũng vậy à. Tại vì nói chút xíu nữa tôi chết, tôi quan tâm đến nó làm gì, tôi còn không có ra cái gì hết mà. Chết rồi nó bỏ, nó thiêu, nó bỏ ở trong cái hũ nhỏ nhỏ mà sư đã nói rồi á, cấm nha. Mai mốt sư chết, nữa nào mà thiêu bỏ hũ sư về sư bẻ cổ á. Đem ra ngoài biển dục, không? Thiêu xong đem ra ngoài biển dục. Tại sao người ta to con gì mà nhét trong cái hũ chút xíu, chịu gì nổi, ngộp thở chịu gì nổi. À, nói trước rồi đó, không nhang khói không gì hết. À, thiêu xong á, đem cái tro vứt ra ngoài biển rồi xong. À, nói sư ơi thôi sư đi theo dòng nước rồi xong. Ok, cảm ơn nhiều. Sư đã dặn rồi đó, đứa nào bỏ trong cái hũ đừng có trách nha, tối về sư bẻ cổ. Rồi có vậy thôi, chánh niệm là như vậy đó. Ở trong kinh Nam truyền 10 niệm. À, niệm à, Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí vân 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 cho tới niệm chết. 10 niệm. Phải nhớ. Và ở trong hai chi phần của 37 phẩm trợ đạo, Bát Thánh Đạo và Thất Bồ Đề Phần đều có niệm. Ở trong Thất Bồ Đề Phần thì gọi là niệm giác chi, là cái chi phần đầu tiên ở trong Thất Bồ Đề Phần. Và ở trong Bát Thánh Đạo, chánh niệm là một chi phần quan trọng dẫn tới chánh kiến ở trong Bát Thánh Đạo.